Hi my students, nice to meet you. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tổ chức. Today we will continue unit 9, English in the World, Skills 1, page 38. In this lesson we will have two parts, part 1 reading and part 2 speaking. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 9 với chủ đề Tiếng Anh trên thế giới. Trong bài này, chúng ta sẽ được rèn về hai kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Người ta thường nói biết thêm một ngoại ngữ có nghĩa là bạn đã sống thêm một cuộc đời mới. Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận. Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ này, cô mời chúng ta đi vào phần thứ nhất của bài học hôm nay, Part 1 Reading. Task 1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them and underline them in the text. What do they mean? Sortment, establishment, immersion, derivatives, dominant. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với nhiệm vụ số 1. Các em hãy đọc bài khóa nói về tiếng Anh, một phương tiện giao tiếp quốc tế. Hãy nhìn vào những từ ở trong hộp, sau đó tìm chúng và gạch chân chúng trong đoạn văn và cho biết nghĩa của chúng là gì. Thông thường, trong một đoạn văn có rất nhiều từ mới, vì vậy chúng ta phải phát huy khả năng đoán từ dựa vào văn cảnh. Làm tốt kỹ năng này sẽ giúp các em rất nhiều trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu trong tiếng Anh. Trước tiên, các em hãy nghe theo, đọc nhanh đoạn văn và tìm vị trí các từ này xuất hiện trong đoạn văn nhé. 1. English has become a global language thanks to its establishment as a mother tongue in all continents of the world. The English language mainly owes its dominant status in the world to two factors. The first is the export of the language, which began in the 17th century with the first settlement in North America. The second was the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration in the 19th and 20th centuries. 2. Nowadays, more and more people around the world are learning English as a second language, and the way that they study it is changing. In some countries, English immersion schools have been built to create all English environments for English learners. In these English communities, learners do all their school subjects and everyday activities, such as ordering food at the canteen, in English. 3. However, these new English speakers are not only learning the English language, but they are also changing it. There are hundreds of types of English in the world today, such as Singlish, a mix of English, Malay, Mandarin, etc., or Hinglish, the Indian mix of English and Hindi. New words are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of the compounds and derivatives. Chúng ta cùng bắt đầu với đoạn văn số 1 nào. Ở đoạn văn này chúng ta thấy xuất hiện các từ establishment, the second, dominant, and the third, sourcement. Chúng ta cùng đoán nghĩa của từ establishment. Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào sự establishment như là tiếng mẹ đẻ ở tất cả các châu lục trên thế giới. Vậy establishment có nghĩa là gì? Establishment is the act of starting or creating something that is meant to last for a long time. Establishment có nghĩa là một hành động mà bắt đầu hoặc sáng tạo ra thứ gì đó để tồn tại lâu dài. Như vậy, ta có thể tạm dịch establishment có nghĩa là sự thiết lập. Tương tự thế, chúng ta cùng đoán nghĩa của từ dominant. Tiếng Anh chiếm vị trí dominant trên thế giới nhờ vào hai nhân tố. Vậy, vị trí dominant là vị trí như thế nào? Dominant is
more important, powerful or noticeable than other things. Nghĩa là quan trọng hơn, quyền lực hơn hoặc đáng chú ý hơn những thứ khác. Vậy dominant ta có thể dịch là trội, có ưu thế. Chúng ta cùng đoán tiếp nghĩa của the sentiment. Nhân tố đầu tiên đó là sự lan rộng của ngôn ngữ mà bắt đầu vào thế kỷ thứ 17 với sự sentiment đầu tiên ở Bắc Mỹ. Vậy sentiment có nghĩa là gì? Sentiment is the process of people making their homes in a place. Nghĩa là quá trình con người làm nhà ở một nơi nào đó. Vậy ta có thể tạm dịch sentiment có nghĩa là sự định cư. Chúng ta cùng tiếp tục với đoạn văn số 2. Ở đoạn văn số 2, chúng ta tìm được từ immersion. Chúng ta cùng đoán nghĩa của từ immersion nhé. Ở một vài đất nước thì những trường immersion tiếng Anh được xây dựng để tạo ra môi trường tiếng cho người học. Vậy immersion có nghĩa là gì? Immersion is the language teaching method in which people are put in situations where they have to use a new language for everything. Vậy immersion có nghĩa là phương pháp dạy học mà ở đó con người được đặt vào các hoàn cảnh khác nhau nơi họ phải sử dụng ngôn ngữ mới cho tất cả mọi thứ. Vậy immersion có nghĩa là phương pháp dạy học thông qua thực hành. Chúng ta cùng tiếp tục với đoạn văn số 3. Ở đoạn văn số 3 chúng ta tìm được từ derivatives. Những từ mới đang được tạo ra hàng ngày trên khắp thế giới là do sự du nhập tự do về từ những ngôn ngữ khác và sự sáng tạo một cách dễ dàng của từ ghép và từ derivatives. Vậy, từ derivatives có nghĩa là từ như thế nào? Derivatives are words that have been developed from other words. Derivatives là những từ mà được phát triển từ những từ khác. Vậy, từ derivatives ta có thể dịch là từ phái sinh. Cô lấy ví dụ, chúng ta có từ settle, chúng ta thêm hậu tố ment. Chúng ta sẽ được từ settlement, và từ settlement là từ phái sinh của từ settle. Như vậy, cô và trò chúng ta vừa tìm hiểu về nghĩa của năm từ mới trong bài. Chúng ta cùng kiểm tra xem mình có nhớ nghĩa của chúng không thông qua bài tập nối từ với nghĩa sau đây. Nào, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Number 1, settlement là sự định cư. Number 2, derivative là từ phái sinh. Number 3, establishment đó là sự thành lập. Number 4, immersion là phương pháp giảng dạy thông qua thực hành. Number 5, dominant, trội, có ưu thế. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đọc lại những từ này một lần nhé. Settle, settle. Settlement, settlement. Derivative, derivative. Establish, establish. Establishment, establishment. Immersion, immersion, immersion school, immersion school. Dominant, dominant, dominance, dominance. Như vậy, chúng ta vừa biết được nghĩa của một số từ khóa trong bài. Điều này sẽ giúp các em dễ dàng làm bài tập số 2. 2A. Read the text again and match the headings A, B, C to the paragraphs 1, 2, 3. Đây là dạng bài đi tìm ý chính của mỗi đoạn văn. Vì vậy, trước khi làm bài các em cần lưu ý. Lưu ý thứ nhất, chúng ta phải xác định được từ khóa trong đoạn văn. Lưu ý thứ hai, ý chính thường nằm ở đầu câu, nhớ là thường chứ không phải là luôn luôn. Thứ ba, về nội dung ý chính của đoạn được giải thích rõ hơn ở những câu tiếp theo. Đề bài cung cấp cho chúng ta ba tiêu đề. A.
A changing language, một ngôn ngữ luôn luôn thay đổi. B, a global language, ngôn ngữ toàn cầu. C, learning English almost 24 hours a day, học tiếng Anh hầu hết 24 tiếng mỗi ngày. Các em hãy đọc lại bài và cùng tìm tiêu đề phù hợp cho mỗi đoạn văn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào đoạn văn thứ nhất. Chúng ta thấy cụm từ khóa nằm ngay trong câu đầu của đoạn văn đó là a global language. So the key is B, a global language. Chúng ta cùng tiếp tục với đoạn văn số 2. Ở đoạn văn số 2, chúng ta chú ý vào các cụm từ khóa. English immersion schools. Learners do all their school subjects. Everyday activities in English. Ở những trường thực hành tiếng Anh, người ta tạo ra môi trường tiếng cho người học bằng cách học tất cả các môn học cũng như tham gia các hoạt động hàng ngày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Như vậy, ta tìm được chủ đề chính của đoạn văn này là C. Learning English almost 24 hours a day. Học tiếng Anh hầu hết 24 tiếng mỗi ngày. Và tiêu đề còn lại chắc chắn là của đoạn văn số 3 rồi. Chúng ta cùng xem ý chính của đoạn được thể hiện như thế nào trong đoạn văn nhé. Các em hãy chú ý đến những từ khóa sau. Changing. New words are being invented every day. Như vậy, tiếng Anh là ngôn ngữ luôn luôn được thay đổi bởi người dùng. Các từ mới được tạo ra mỗi ngày. Bây giờ chúng ta không chỉ có tiếng Anh gốc của người Anh, mà chúng ta còn có tiếng Anh của người Singapore, tiếng Anh của người Mỹ, tiếng Anh của người Ấn. Như vậy, tiêu đề của đoạn văn số 3 là A, a changing language. Một ngôn ngữ luôn luôn thay đổi. Chúng ta vừa tìm hiểu xong ý chính của từng đoạn văn, bây giờ chúng ta cùng bước vào phần B để tìm hiểu kỹ hơn nội dung của từng đoạn thông qua việc trả lời các câu hỏi sau đây. To B, read the text again and answer the questions. Number 1. What has given the English language its dominance in the world today? 2. What was great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries assisted by? 3. What do English learners do in English immersion school? 4. What is English? 5. How are new English words being invented every day all over the world? Ở dạng bài tập này, trước tiên các em phải xác định được từ khóa quan trọng trong câu, rồi xác định vị trí của câu có chứa thông tin để trả lời nhé. Nếu chữ ở màn hình nhỏ, các em có thể mở sách giáo khoa trang 38 để theo dõi. Các em có một phút để tìm câu trả lời. Time's over. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu câu hỏi thứ nhất. Question 1. What has given the English language its dominance in the world today? Điều gì đã đem lại cho tiếng Anh vị trí thống trị trên thế giới ngày nay? Trước tiên chúng ta xác định được từ để hỏi what và từ khóa dominance. Dựa vào từ để hỏi và từ khóa, chúng ta tìm được câu trả lời nằm trong đoạn văn số 1. Và câu trả lời đầy đủ sẽ là The export of the language in the 17th century and the great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries. Chúng ta cùng bước vào câu số 2.
2, what was the great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries assisted by? Điều gì đã góp phần tạo nên sự lớn mạnh của dân số Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20? Ở đây các bạn chú ý vào từ để hỏi what và các cụm từ khóa great growth of population assisted by. Dựa vào từ để hỏi và từ khóa trong câu, chúng ta tìm được câu trả lời nằm trong đoạn văn số 1. Và câu trả lời chính xác sẽ là massive immigration, sự nhập cư ồ ạt. Chúng ta cùng tiếp với câu hỏi số 3. What do English learners do in English immersion school? Những người học tiếng Anh làm gì ở những trường thực hành tiếng Anh? Chúng ta cùng chú ý vào các từ khóa what, English learners do, immersion schools. Và dựa vào các từ khóa này, chúng ta tìm được câu trả lời nằm ở đoạn văn số 2. Và câu trả lời chính xác sẽ là they do all the school subjects and everyday activities in English. Họ học tất cả các môn học ở trường và thực hành các hoạt động hàng ngày đều bằng tiếng Anh. Chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 4. What is English? English là gì? Câu trả lời rất dễ dàng dựa vào từ khóa English. Và câu trả lời chính là the Indian mix of English and Hindi. English là sự pha trộn của tiếng Anh và tiếng Hindi. Và chúng ta thường được biết đến ngày nay là tiếng Anh Ấn. The last question. How are new English words being invented every day all over the world? Những từ mới tiếng Anh đang được tạo ra hàng ngày trên khắp thế giới bằng cách nào? Chúng ta cùng chú ý vào từ để hỏi how và các từ khóa new English words invented. Dựa vào từ để hỏi và từ khóa này, chúng ta tìm được câu trả lời nằm ở đoạn văn số 3. Và câu trả lời chính xác sẽ là by the free omissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives. Những từ tiếng Anh mới được tạo ra hàng ngày trên khắp thế giới là do sự du nhập tự do của từ những ngôn ngữ khác và sự sáng tạo dễ dàng của các từ ghép và từ phái sinh. Các em thân mến, qua bài học vừa rồi chúng ta thấy tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Giữa hàng chục, hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, thế giới đã lựa chọn tiếng Anh như một phương tiện để mọi người hiểu nhau hơn. Với các bạn học sinh, sinh viên, những thế hệ tương lai của đất nước, việc học tiếng Anh lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Vậy các em đã có những phương pháp nào để học tiếng Anh hiệu quả? Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo, phần 2 Speaking, để chúng ta cùng chia sẻ về vấn đề này nhé. Trước tiên, chúng ta cùng liệt kê ra một số phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. A. Taking test, tham gia các bài kiểm tra. B. Memorizing English vocabulary, ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh. C. Writing emails and texts, viết thư điện tử và bài khóa. D. Speaking for fluency and not being corrected all the time, luyện tập nói, chú trọng vào sự trôi chảy mà không chú trọng vào việc mắc lỗi. E. Listening to songs in English, nghe các bài hát bằng tiếng Anh. F. Reading English social media websites, đọc các trang mạng xã hội bằng tiếng Anh. G. Writing essays, viết các bài luận. H. Imitating English pronunciation, bắt chước cách phát âm tiếng Anh. Tùy từng bạn, chúng ta có thể lựa chọn một hoặc vài phương pháp học tiếng Anh hiệu quả phù hợp với mình. Các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn biết về những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của mình nhé, để giúp các em dễ dàng đưa ra quan điểm, lời khuyên và kết nối các ý một cách chặt chẽ. Cô gợi ý cho các em bảng tổng hợp sau đây. Để đưa ra quan điểm của mình, chúng ta thường dùng cấu trúc I think hoặc in my opinion. Để đưa ra lời khuyên, chúng ta có thể dùng các cấu trúc we should hoặc we have better cộng động từ, we can cộng động từ, it's a good idea to cộng động từ. Để liên kết các ý một cách chặt chẽ hơn, chúng ta có thể dùng các linking words
Ví dụ, first, trước tiên, second, thứ hai, furthermore, hơn thế nữa, besides, bên cạnh đó. Hiện nay, chúng ta đang trong thời gian nghỉ để tránh dịch COVID-19, nhưng chúng ta vẫn có thể thực hành nhiệm vụ làm cặp, làm nhóm bằng cách sử dụng Facebook hoặc Zalo để chat video hoặc sử dụng Zoom. Điều này tùy thuộc vào điều kiện của các em ở mỗi vùng miền. Sau đây, cô xin mời các em theo dõi đoạn hội thoại mà các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Him Lam đã sử dụng Zoom để trao đổi, chia sẻ cho nhau về những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Chúng ta cùng tham khảo nhé! Hi guys, how can we improve our English? In my opinion, you can practice with flashcard. Then you should use new words as often as possible. Moreover, you can create word association in your native language. I think we should listen to songs in English. This style is interesting, right? First, we should find the song lyrics online. Then we should try to sing along the song. Furthermore, we can record ourselves and play it back. I think we should try to imitate English pronunciation. Then we should watch English video online. Furthermore, we can pause the video and repeat. For me, to speak English for fluency, I think you should talk to yourself first. Besides, can go to Torrey Jackson to talk with native speaker. We have finished Unit 9, Skills 1, with two skills, reading and speaking. Chúng ta vừa kết thúc bài học số 9 với hai kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Ở phần kỹ năng đọc, chúng ta được rèn về kỹ năng đoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh, kỹ năng tìm ý chính của đoạn văn và kỹ năng trả lời câu hỏi chi tiết về nội dung đoạn văn. Ở phần kỹ năng nói, chúng ta được rèn kỹ năng nói về làm cách nào để cải thiện tiếng Anh hiệu quả. Sau bài học hôm nay, các em có thể vào kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên để xem lại các tiết học này và ghi chép những phần mà trong quá trình học các em chưa ghi kịp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau. Goodbye and see you again! Thank you.